Hòa trong không khí vui tươi, nhộn nhịp của những ngày đầu xuân năm mới, chúng ta dành cho nhau những lời chúc an lành, cùng người thân, bạn bè đi du xuân. Và không thể thiếu thời gian sum họp, quây quần với gia đình bên mâm cơm ấm cúng. Ngày hôm nay, Huyền Phương cùng với khách mời của chương trình sẽ đưa quý vị và các bạn đến với những trải nghiệm vô cùng thú vị với những món ngon ngày Tết để mọi người có thể cùng với gia đình của mình thưởng thức. Chị Khuyên thân mến, dịp Tết khi mà gia đình đoàn viên thì việc có một bữa cơm đầm ấm với những món ăn ngon và hấp dẫn là điều không thể thiếu đúng không ạ? Và Huyền Phương cũng được biết rằng là chị Khuyên là một người rất đam mê với nét ẩm thực Hà Thành, đặc biệt là với những món ăn dưa. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay thì chị Khuyên có thể giới thiệu cho Huyền Phương cũng như là quý vị khán giả những món ăn mà chị tâm đắc nhất để mình có thể giới thiệu trong mâm Tết thật ngon và hấp dẫn ạ. Và như Huyền Phương biết đấy, ở trong mâm cỗ ngày Tết thì chúng ta thường có những cái món ăn rất quen thuộc và truyền thống như là canh măng này, nem này, gà, xôi. Cũng có một số những cái món mình có thể làm ăn để giải ngán những ngày Tết và rất là thanh nhã. Ví dụ như là hôm nay thì chị sẽ giới thiệu với Huyền Phương là món diếp cuốn bỗng tôm thịt. Ngoài ra thì ngày Tết ấy, mình ăn rất nhiều những cái món như bánh chưng, giò thì mình rất là ngán. Thì mình có thể làm thêm một nồi cháo cá ám để cả nhà có thể quây quần cùng vui trong những ngày Tết. Như chị vừa chia sẻ thì Huyền Phương thấy những món ăn như là cháo cá ám hay là diếp cuốn tôm thịt thì nghe tên thôi cũng đã rất là hấp dẫn rồi. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt tay thực hiện các món ăn này ạ. Với món diếp cuốn bỗng tôm thịt thì nguyên liệu gồm có thịt ba chỉ này, tôm thẻ tươi, rau diếp, trứng. Quan trọng nhất của cái món này đấy là cái bỗng rượu. Đầu tiên là mình luộc thịt ba chỉ trước này. Sau đó thì mình luộc tôm chín tới. Trứng thì mình đánh ra và mình tráng mỏng như là mình làm bún thang ấy. Sau đó thì mình sẽ cắt thành từng miếng quả chám. Thì khi mà buộc vào cái cuốn đấy nó sẽ rất là đẹp. Cái bỗng này thì mình chưng với cả mật mía thì nó rất là thơm. Và sau khi chúng ta đã có những nguyên liệu chín này rồi thì có lẽ là bây giờ sẽ mời chị Khuyên trổ tài, chúng ta sẽ cuốn những món ăn này. Đấy, con tôm tươi ấy, thì nó sẽ rất là chắc. Và róc vỏ đúng không chị? Con tôm này hơi to một chút đấy, thì mình có thể chẻ đôi như thế này. Thịt đây thì đây mình thái thành miếng khổ nhỏ như thế này, mình ăn nó cũng rất là vừa phải ấy. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn Phương làm này. Đầu tiên là mình cho một chút rau thơm vào đây. Sau đó thì mình cho một chút bún, mình múc một chút cái bỗng rượu này đây. Sau đó mình cuộn vào. Sau đó mình để một cái này lên đây. Cái món này thì nhìn thì rất là đẹp mắt, mà ăn thì nó lại đầy đủ dinh dưỡng. Nhìn thì rất đơn giản thôi, nhưng mà em thấy rằng là cũng phải cần rất nhiều sự khéo tay để mình có thể đặt những món ăn này nó hoàn thiện hơn đúng không chị? Thì thực ra phụ nữ Việt Nam mình vẫn khéo mà, thế nên chị nghĩ những cái món này nó rất là đơn giản và dễ làm trong dịp Tết nữa. Đây cũng là những cái nguyên liệu mà có lẽ là đều có sẵn ở trong các gia đình trong những ngày Tết đúng không chị? Đúng rồi đấy, ngày xưa thì các cụ hay nói rằng là đến cái ngày hóa vàng ấy, còn nguyên liệu gì ở trong tủ lạnh thì mình có thể đem ra làm bún thang. Nhưng thực ra thì ngoài bún thang ra còn có món cuốn này nữa, đấy cũng là một trong những cái món mà mọi người rất là chuộng trong những cái ngày mà sau Tết, ngày hóa vàng đấy. Trong những ngày Tết mà có thể là chúng ta không tìm được đúng rau diếp thì có thể linh hoạt thay bằng rau xà lách đúng không chị? Nếu mà mình tìm được cái diếp ngô ấy, thì nó rất là thơm. À, thế còn những cái rau thơm mà ăn cùng với rau này thì mình cũng có thể thay đổi mình không? Mình cũng có thể thay đổi theo ý thích của mình. Với món cuốn giấm bỗng tôm thịt này thì mình sẽ sử dụng nước mắm gì để ăn cùng? Bản thân cái món diếp cuốn bỗng tôm thịt này nó đã có cái vị chua chua ngọt ngọt ở trong rồi. Thế nên là mình cũng chỉ cần chấm với cả nước mắm chấm chua ngọt và thêm một chút tỏi ớt vào cho thơm. Cũng như là cái nước chấm nem mà mình vẫn hay làm ở nhà thường ngày. Như thế là đã rất là ngon rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục đến với một món ăn mà thực sự là Huyền Phương rất là tò mò ngay từ tên gọi, món cháo cá ám ạ. Cháo cá ám là một cái món mà
chỉ ăn được vào mùa đông, bởi vì là cháo cá ám thì sẽ ăn với cả cải cúc, cần và hành củ. Thì đấy là những cái thức rau mà chỉ có mùa đông mới có. Đấy thì nó rất là ngon và rất là thanh mát. Thì cháo cá ám thì gồm có nguyên liệu là đầu tiên là cá quả tươi, rau cần, rau cải cúc và hành củ. Thứ hai nữa là mình có thêm gừng thái sợi, ớt thái sợi và thì là, và một chút gạo để nấu cháo. Ngoài ra có một cái điều rất là đặc biệt là cháo cá ám lại ăn kèm với cả thịt ba chỉ nữa. Vậy thì với món cháo cá ám thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu tiến hành chế biến như thế nào ạ? Cái món cháo cá ám này thì là ngày trước các cụ sẽ luộc thịt, sau đó thì cho con cá quả này vào luộc. Và khi mà ăn ý, thì là mình sẽ gắp một miếng cá chín cộng với một miếng thịt ba chỉ và rau, sau đó mình dưới cháo lên, cho một chút nước mắm hạt tiêu và ớt khô vào thì ăn. Thì nhưng mà bây giờ thì chị nghĩ là ở trong cái mâm cỗ ngày Tết ý, thì mình cũng nên bày biện một chút cho nó đẹp mắt để mình có thể mời khách đến nhà ăn, nhìn trông nó, món ăn của mình nó rất là hấp dẫn. Chị sẽ hướng dẫn Phương là cái cách mình làm một cái kiểu hơi mới một chút nhé. Với những miếng cá mà sau khi chúng ta đã lọc da và lọc xương rồi thì mình sẽ thái miếng đúng không chị? Đầu tiên là mình cắt chéo nó như thế này. Vâng. Đấy, sau đó thì em gặm mỏng nhé. Vì mình sẽ nấu cháo cá ám giống như là kiểu một nồi lẩu cháo đúng không chị? Vâng, nên là em thấy rằng là những miếng cá mình cũng sẽ thái mỏng mình hơn. Mình sẽ thái mỏng như thế này. Cố gắng chọn được những cái con cá đồng ấy. Thì nó thịt nó sẽ chắc ngọt hơn rất là nhiều. Thịt ba chỉ mình cũng sẽ luộc. Và mình cũng thái nhỏ như là vừa nãy mình làm giúp cuốn bỗng tôm thịt. Gừng mấy cả ớt thì mình cũng thái sợi cầm vào một chút thì là nữa. Cái nước luộc thịt có thể tận dụng để mình cho gạo vào mình nấu thành cháo, nó sẽ rất là ngọt. Cũng như là đầu và xương cá này mình ninh lên, gỡ thịt ra và mình giã cái xương cá mình cho vào cái nồi cháo cá, thì cháo cá của mình nó rất là ngọt đấy. Trong lúc chờ cháo chín thì chúng ta cũng sẽ làm những cái khâu tiếp theo để chuẩn bị cho món ăn đúng không ạ? Đầu tiên là em trải nó ra như thế này. Vâng. Em đặt một miếng thịt ba chỉ vào. Gừng với ớt thái chỉ. Cháo cá ám này làm nó cũng rất là cầu kỳ. Nó lâu thành ra là mọi người ở nhà thì rất là ngại. Nên ở trại bọn chị thì cái món này được rất nhiều cái khách yêu thích này. Với cái món cháo cá ám này này thì cái nguyên liệu mình, mọi thứ mình cuốn nó vào ấy, thì Huyền Phương giúp chị là thái cá mỏng, thịt ba chỉ luộc mỏng và gừng với ớt mình thái sợi nhỏ vừa phải thôi để ăn. Khi mà ăn ý, nó chỉ tạo một cái vị thơm nhẹ trong miệng thôi, nó sẽ không bị cay quá. Ngoài cá mình đã cuộn như thế này rồi thì cái rau ấy mình để một chút ở ngoài để mình nhúng vào cháo như lẩu. Nhưng ngoài ra mình cũng trần sẵn một chút rau cải cúc này, rau cần và hành lá để mình cuộn thành những cái nhỏ nhỏ để khi mà ăn ý, mình chỉ việc nhúng vào kèm với cá và mình dưới nước mắm lên thì nó cũng rất là ngon và đẹp mắt. Vậy là chị em mình đã chuẩn bị xong hai cái món cuốn là diếp cuốn bỗng tôm thịt và cháo cá ám. Nhưng mà ngoài ra Tết ý, thì mình trong mâm cỗ của mình thì cũng cần có thêm một số cái món ăn rất là ngon. Su hào xào mực và tay heo phay tiêu và còn rất nhiều món ăn ngon khác. Quả thực là đứng trước một cái mâm cỗ mà rất là hấp dẫn như thế này thì ngay bây giờ chị em mình sẽ cùng thưởng thức. Và trước tiên thì chúng ta sẽ đến với cả món cuốn, món ăn mà chúng ta đã dành rất nhiều công sức để chế biến đúng không ạ? Món diếp cuốn bỗng tôm thịt thì nó vừa có cái sự thân quen nhưng mà nó cũng có cái sự rất là mới lạ. Bỗng xào kết hợp cùng với cả thịt này, tôm rất là tươi nữa thì chắc chắn đây là một món ăn mà rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là chống ngấy ngán rất là tốt. Nồi cháo sôi lên em đã ngửi thấy mùi thơm rất là quyến rũ rồi đấy ạ. Bây giờ chị sẽ mời Phương thưởng thức món cháo cá ám nhé. Cháo vị rất là thanh ngọt này,
miếng cá rất là chắc ngọt, kết hợp cùng với cả cái một chút ngậy ngậy của thịt ba chỉ nữa. Khi mà ăn thì chúng ta còn thấy được thoang thoảng được cái vị cay nhẹ của gừng này, nhưng mà rất ấm nóng, phù hợp với cả những ngày Tết như thế này phải không chị? Sau khi mà thưởng thức món ăn ngày hôm nay thì có thể thấy sự tinh tế của nét ẩm thực Hà Thành xưa. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Quyên về những chia sẻ ngày hôm nay. Và hy vọng rằng sau chương trình này thì quý vị và các bạn cũng sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị để có thể cùng gia đình mình thưởng thức những món ăn ngon và hấp dẫn, cùng chào đón một cái Tết đầm ấm sum vầy bên gia đình.